Nga Hà Tĩnh à? Nga đi với ai? Em mới vô hay là sao? Có bà với bố mẹ chưa? Tự ý đi sau này mất công lắm. Một năm nay Nga làm gì? Dạ, năm trước là em định đi du học Canada nhưng mà sống đi được thì em chuyển hướng sang. Sống đi được, có lý do gì không? Dạ, do công ty ạ. Trời, đừng suốt ngày đi đổ thừa người khác. Thứ nhất, tiếng Anh bao nhiêu chấm? À, tiếng Anh chưa có. Em đi thì em thiền. Không? À, không có, rớt rồi đúng rồi. Suốt ngày đi đổ thừa. Tài chính sao? Em phải hiểu cái bản chất của đi Canada mà không có IELTS á, không tiếng Anh á, là con phải chứng minh tài chính. Chứng minh tài chính bố mẹ làm gì? Mẹ đi bên ngoài. Bố? Bố ở nhà sẽ. Thế sao mà đi được? Em lấy cái gì em chứng minh cho người ta là em nuôi được? Rất là đúng rồi, em biết tư vấn cái gì vậy trời. Đối với em á, muốn đi Canada em phải học tiếng Anh trên 6 chấm. Thì lúc đó em không cần phải chứng minh tài chính. Tại sao mình không học? Bởi vì em phải hiểu này. Em qua Canada em học, ví dụ như học tiếng thôi, có thể mất một năm mà mới đạt được cái mức 6 chấm. Bởi vì bên đó họ dạy là họ dạy kiểu kiến thức là nó giống như là dạy chung về tiếng Anh ấy. Nó không có chiêu trò nhiều như Việt Nam dạy đâu. Người Việt mình thông minh hơn ở cái chỗ đó. Còn họ là họ dạy kiến thức chung. Nhưng mà con phải hình dung như thế này này, đi qua Canada học tiếng một tháng tiền ăn ở tiền học phí riêng học tiếng nha, nó đốt còn 50-60 triệu là chuyện rất bình thường, trong khi với cái số tiền đó ở Việt Nam con học có thể là con đã đạt 6 chấm rồi một tháng nha. Mà con học với nó mất năm thì mất 50-60 triệu mà chỉ có để học cái IELTS 6 chấm thì nó quá phí đi, trong khi em chỉ cần chi có 10-20% cái số tiền đó ở Việt Nam là em đã đạt được rồi. Mà trong thời gian đó em ở Việt Nam em lại học được rất nhiều các kỹ năng khác. Hồi nãy có nghe cái bạn hai bạn đó không ta? Em thấy không? Đó là do cái cách đi của em nó không đúng. Và bản thân có thể là cái người tư vấn họ không có trải nghiệm về cái cuộc sống nước ngoài, họ không hiểu cái bản chất. Em phải sống và làm việc ở đó em mới hiểu. Thì em mới chỉ cái đường cho nó phù hợp được. Còn tất nhiên những cái gì họ nói không sai. Em có thể qua đó học theo cái kiểu cái chương trình nó đi, nó không sai, thật sự không sai, luật không cấm. Nhưng vấn đề là cái việc mà tới đích của con là quá xa rồi. Chứ họ chỉ không sai, nên đừng có trách gì họ cả. Rồi, bây giờ cũng muốn đi Canada đấy không? Dạ, dân đích ạ. Nguyên một năm không có làm gì để ngồi chờ Canada thôi. Thật ra, ở nhà làm gì? Chỉ đi làm, về việc thôi, về đời. Nhưng mà em thích Canada hơn hay là thích Đức hơn hay thích nước khác hơn? Dạ, mẹ đi xuất khẩu lao động là ở đâu? Dạ, ở Đài. À, Đài Loan. Nhưng mà em tìm hiểu về Đức lâu chưa? Em thì tìm hiểu lâu rồi nhưng mà trước đó em lại chọn Canada. Canada có người nhà bên đó? Dạ không. Hay là qua đó trốn? Dạ, không trốn học. Nhiều người kiếm cái cớ qua đó để trốn ấy. Nhưng mà con còn nhỏ thì không có nên đi theo kiểu như vậy. Đi Đức thì hồi nãy giờ nghe nhiều rồi đó. Giờ có hỏi gì không? Dạ, em thấy em hỏi khi lịch khai giảng của ngày 8 tháng 8 thì là ở Thủ Đức ạ. Thủ Đức là 5, mà còn ở bên Âu Cơ là mùng 6, là thứ 3. Con muốn học ở đâu? Học ở Âu Cơ. Âu Cơ thì chiều thứ 3. Thì thấy cái nào phù hợp thì ấy thôi. Nhưng bố mẹ là đồng ý rồi đúng không? Dạ. Con cao mét mấy thôi? Dạ, mét 63. Ngành nghề chưa thấy? Dạ, em thích nhà khách sạn. Làm trong hay làm ngoài? Dạ, làm ngoài. Trước giờ có đi làm lễ tân phục vụ được chưa? Dạ,
Google thôi ạ. Quán ăn đấy dạ. À ok, thì cũng có cái chút chút kinh nghiệm rồi. Có ai hất nước vô mặt chưa? Chưa. À chưa. Đó là cái đỉnh cao của dịch vụ hất nước vô mặt vẫn cười. Mình làm dịch vụ mà đấy, kiểu vậy. Để thầy coi thêm cho các em một xíu nha. Xem chuyện nào lấy chồng ha. Nhanh nhẹn xinh xắn thì mất công chọn lấy chồng thì chọn ông nào cũng có quốc tịch chứ, mình nó nhanh hiểu không? Sau đó bố mẹ qua tha hồ kiếm tiền. Đây là cái dương lịch đúng không ta? Trước giờ đi coi bói nha. Cái nào phải coi bói nha, cái này là các cái nghiên cứu về con số thôi. Rồi nó sẽ tra những cái điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi cái nghề nào nó phù hợp, như có vậy thôi. Đó là một cái giá trị tham khảo. Còn khi mà thầy tư vấn thì thầy gặp trực tiếp, thầy coi xem cái thần thái làm sao, rồi tướng tá làm sao, rồi tư duy như thế nào cũng rất là quan trọng. Số đường đời số 9. Em là người thông minh về mặt cảm xúc, khá là nhạy. Em không quá mạnh về những cái công việc liên quan tới trí óc đâu, đúng không? Nhưng mà dùng cảm xúc thì bên dịch vụ sẽ phù hợp. Đang làm dịch vụ là cảm xúc mà. Còn tất nhiên thì quy trình cách thức thì nó là kiểu hợp đồng, là nó khác. Còn giống như em mua hàng á, như tại sao cái anh Quang Linh hay là Hằng Du Mục cũng cái bán cái sản phẩm đó, em lại thích mua hơn là một cái cô khác bán, đó là cảm xúc. Chứ còn về bản chất nó cũng là cái chăn, cái nệm, cũng là cái điện thoại, cũng là cái đồng hồ thôi, nó có khác gì nhau đâu về mặt lý tính đâu, đúng không? Nhưng mà cái người bán đó, nó cho em cái cảm xúc khác nhau, nên là cái chỉ số cảm xúc nó rất là quan trọng. Rồi đấy, em là có một người có cái chỉ số cảm xúc cao thì em nên chọn những cái ngành mà có thể sử dụng các cái kỹ năng này. Nhà có theo đạo không? Số 9. Bạn là người sống kiểu gia đình, anh nói tốt. Đấy. Có trí tưởng tượng sáng tạo, cũng thích làm đẹp ha. Sự nghiệp phù hợp với những công việc mang tính xã hội, phục vụ người khác rồi đó. Mà có thể coi thêm một chỉ số nữa. Cái này là cái giá trị tham khảo ha, em có thể cân nhắc. Thích khám phá, sáng tạo, tìm kiếm những trải nghiệm mới, đó là cái mà em thích ha. Có thể công việc thành công trong công việc liên quan đến du lịch, nghệ thuật. Thực ra nếu mà ở Việt Nam thì em cái việc trải nghiệm của em nó cũng có, nhưng mà nó không thể bằng ở Đức được. Ở Đức em có thể đi được khắp châu Âu ha. Cái đó ở Việt Nam khó đi lắm. Vì em xin visa cũng mệt mỏi. Được cái nghề phục vụ được. Thực ra em vẫn có thể đi bên y tế cũng được, tính của em á. Nhưng mà cái yếu tố then chốt ở đây nó phụ thuộc vào tiếng Đức.
ví dụ như cái thời điểm mà con thi tiếng Đức mà con đậu rồi á, mà cái tiếng Đức con cao thì cũng có thể lựa chọn bên y tế là một cách B2, nhưng mà B2 thì qua Đức mới học. Những ý á, tức là cái năng lực B1 của con nó phải cao hơn các bạn thông thường. Ví dụ như 60 điểm người ta đậu thì con phải 80 điểm trở lên, ví dụ như vậy. Thì bởi vì cái năng lực ngôn ngữ bên sức khỏe nó rất là cao, bởi vì nó liên quan tới tính mạng con người mà. Nên nếu là em là người lựa chọn thì em phải chọn một cái bạn nào đó có năng lực ngôn ngữ tốt chứ, đúng không? Chứ nói nó nghe nó hiểu đến lúc tiêm chích tầm 7 thì chết người ta sao? Thì thầy nghĩ là cái sự lựa chọn của con nó sẽ phụ thuộc vào cái tiếng Đức và thầy con thi đậu 4 kỹ năng. Nhưng cái hành trình đó thì cũng không đơn giản lắm, cũng mất cả năm, nhiều khi rất lên rất xuống, hơn cả năm cũng có. Tất nhiên thầy cũng hy vọng là em xong sớm để làm hồ sơ sớm thôi. Còn nếu mà lỡ may mà rớt thì kiên trì mà học thôi. Còn muốn có cuộc sống mới, có một cái sức bật về mặt sự nghiệp thì chắc chắn là con phải thay đổi môi trường. Chứ còn ở đây đi làm một năm nó thấy cái ngưỡng mà. Còn nó cố gắng nữa thì con biết lương bao nhiêu tiền, đúng không? Nên muốn có một cái sức bật thì phải thay đổi môi trường. Thì bây giờ tới đây gặp được bao nhiêu phần trăm quyết tâm rồi? 10% là gì? Tiếng à? Dạ, với là ở đây hơi xa là. Chưa qua Sài Gòn bao giờ? Dạ chưa. À, hẹn mà đi vô đây một mình. Dạ. Thì từ từ nó quen chứ sao vậy? Đó. Cái gì cũng phải thích nghi thôi. Ở Việt Nam mình còn chưa ăn thua thì sao qua nước ngoài được em? Thì tất nhiên thì từ từ mình tìm cách mình thích nghi, và bản thân mình phải có tư duy là mình sẽ phải thích nghi chứ đâu có ai thay đổi theo em được. Ở đây không có người nhà, ví dụ như là bà con bạn bè của bố mẹ, không có ai nào? Có. Ở đâu? Quận 9 Thủ Đức. Thì bên thầy có hai trung tâm, một trung tâm ở bên Âu Cơ Tân Phú cách đây khoảng 6 cây, còn trung tâm ở dưới Thủ Đức là nó quận 9 thì gần đấy, sát bên đấy. Thì cái đó thì tùy con muốn học cái chỗ nào thì con học đăng ký đấy, còn muốn ở ký túc xá thì đăng ký đấy, triệu mấy tháng đấy, bao điện nước luôn, nấu nướng thì có chỗ nấu, thích thì nấu. Còn các cái thủ tục giấy tờ hồ sơ thì em xuống làm việc với các chị, các anh. Rồi tiếp có câu hỏi gì thêm? Chắc là không. Con kiên trì là được. Cho em hỏi là anh của em đi rớt, đi visa đi Đức 2 lần rồi thì có đi rồi. Ủa tại sao rớt được? Đi bằng cách nào? Đi du lịch. Đâu ảnh hưởng gì đâu. Mà anh đó là bao nhiêu tuổi? 22 tuổi. Có bằng cấp 3 không? Em có bằng cấp 3 đúng không? Dạ. Hiện tại đang làm gì? Em đang ở nhà đi ship. À, shipper. Đâu có ảnh hưởng gì đâu. Xin du lịch sau đi được. Nghĩ sao trời? Vì người ta chưa gì thấy cái chữ trốn này. Không được đâu. Em đi học thì được. Đi học thì bởi vì sao? Em sẽ có một cái doanh nghiệp bảo lãnh. Thì phải chịu khó học tiếng thôi chứ sao vậy? Em phải hiểu cái bản chất này, nó không có đơn giản như con nghĩ đâu. Những cái người mà tới mà bên tư vấn bên thầy mà làm hồ sơ á, có những người có hàng trăm người nhà bên đó đấy mà vẫn không thể đi được. Cái cách mà kiểu bảo lãnh hoặc là du lịch, người ta vẫn phải đi qua con đường du học này, là con phải hiểu là nó khó như thế nào. Nhưng mà con đường du học nó lại thuận lợi hơn, và nó là đường kiểu chính ngạch ấy, đường chính chính mình đi. Chứ mình không phải qua nó du lịch được 3 bữa là trốn rồi, sống chui sống nhũi nữa thì nó khổ lắm. Đấy. Nhiều khi chưa lại vốn, bắt đầu là bị công an bắt là cuối cùng là trút hết. Hiểu không? Đấy. Thà mình chịu khó 1-2 năm nhưng mà mình lại được cả cuộc đời. Đấy. Chứ đừng có ham những cái ngắn hạn mà cuối cùng thà. Ví dụ như tuổi 40-50 thì làm một quá liều thì được. Chứ giờ mới có 20 tuổi mà tại sao phải làm cái con đường này? Trong khi nó lại có những cái con đường khác, đường chính chính hơn mà đi, tại sao không đi? Cứ phải đi cái vòng vòng thôi, mất khổ vậy. Rồi tinh thần vậy ha, rồi có gì xuống trao đổi với các chị đi ha. Dạ. Ok, rồi chào con. Dạ.